Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa nay thì Khánh dọn vườn bằng cỏ, rồi cái thấy có mấy tàu lá dừa khô nè. Sẵn tiện thì Khánh tính là gốc mấy tàu lá dừa này đang chuẩn bị để bữa hai bữa nữa gì đó đặng đốt ông nồi dẻ luôn. Cái ông mà hôm bữa xuân qua bị chích hết mũi ở trên đầu đó. Thì bây giờ Khánh gốc để Khánh làm cây đuốc đặng mình đốt nó. Đó là phía chòi, phía cậu Út đang đi là ngoài đường đi. À, cái bờ Khánh đang đứng là bờ bì à, cái này là bờ thứ hai. À, thì cái ổ ong nồi dẻ là nó ở đằng này nè. Hôm nay thì cũng chưa có đốt nữa. Nó nằm kế bên đấy cái bụi ké. Mình lại mình coi thử, mình đi ngang vậy thì không sao. Đó, cái ổ ong nồi dẻ nó nằm vậy nè. Buổi tối thì không thấy, buổi sáng mới thấy nó thôi. Đó, nó nằm đây. Nó đây nè. Đó, nó còn do giống như cái ổ chim vậy nè. Nó nằm ở dưới đất luôn. Có con canh ở ngoài cái cửa nó ngồi ngoài đó nó canh luôn rồi đó. Đó ngay cái cửa nhà của nó có người, có con ngồi đó canh này, canh sẵn luôn. Nhìn cái màu của nó là y chang như
con bay ra. Nhìn cái màu của nó là y chang như là cái trái dừa hay là cái màu của tàu lá chuối vậy. Mình nhìn không biết luôn. Thì thảm màng cỏ là mình thánh dọn bên cái cha có hai con bay. Thánh màng dọn dẹp ra khúc đằng này. Mấy chỗ cỏ thấp thấp vậy nè thì thánh phát được. Đó đợi cái tới đây cái ngưng. Lý do là xuyên qua bị âm quýnh. Mấy bữa nay thì Khánh canh canh chờ chiều tối Khánh xuống Khánh đốt. Nhưng mà chiều hôm qua thì tự nhiên giờ này cái mặt trời đầu trời chuyển mưa rồi không có xuống đốt được. Rồi bữa nay nè canh canh cái quy qua nhà Khánh chơi, tưởng nó đi xuống đây chơi. Khánh sở xung phong là người đốt. Thì cái bó lá dừa bữa hôm bó nó là của Khánh mới lên lên sống. Cái dễ mà. Dễ chứ không khó thôi. Chờ mình chỉ chờ thời cơ thôi. Thời cơ chín mùi thì mình mới ra tay. Để cô Khánh dẫn con đi coi ha. Cho con biết để hôm hồi gần tối con cũng không biết nó làm sao. Con điêu không? Hả? Đi đâu gì đâu, đi ngang nó không có gì hết á. Mình đi ngang đâu gì đâu. Trời ơi, đi vô cỏ, cỏ nó dính quá kìa. Ngồi đi con, ngồi chờ thời cơ tới. Đúng, tính ra là anh Giang ảnh tặng cho Khánh một bộ băng đá này là đúng là rất là có lý luôn á. Vừa quảng cáo được cho ảnh nè à, vừa có tên, vừa có số điện thoại rồi nữa. Quảng cáo được cho ảnh mà lại Khánh cũng có ghế để ngồi á. Chiều mất mát hay gì á, rồi cái ngồi đây ăn gì hay là uống nước trà gì thì cũng được, hợp lý lắm luôn. Giờ mấy giờ rồi con? Giờ mấy giờ? Chờ khúc khúc mình tối tối rồi á. Mấy 5:15 rồi. 5:15 hả? Vậy giờ canh tối tối chút xíu nữa thì mình sẽ ra tay. Thế nào tới giờ con có ăn lần nào chưa? Ăn rồi 2 lần. Hồi nhỏ với bữa hổm. Cô Khánh ăn quả gì cô Khánh? Rồi cái này là dưới tháp mình dễ chứ còn ở trên ngọn cây cao thiệt là cao mà ta còn đốt được kìa. Ở trên cây cao thì dễ đốt, còn dưới đất không thấy được cái miệng hang. Mà không sao, cái này nhỏ đốt hỏi rồi hết. Không sao. Hôm qua thì nó gung. Nãy giờ qua gung vậy đó. Mình không thấy bình thường à. Chơi mà sẽ rung à, chơi không có được rung. Mấy giờ rồi? 6 giờ mấy rồi? Giờ mấy giờ? Ê! Coi giờ coi. 6:10. Giờ là 6:10 rồi à. Có gì Tư cái bên dĩ qua vậy coi Khánh đốt âm nè. Rồi bây giờ là trời tối, thời cơ đã tới. Theo Khánh nghĩ là thời cơ đã tới rồi. Để đi. Rồi Khánh tiếp cận được ổng ăn rồi nha. Giờ Khánh đốt. Bây giờ là 6:15. Anh trọng lượng hai cái nó đốt luôn. Này con. Khô máu bằng nó luôn. Chơi khô máu luôn. Dì Tư ơi. Dì Tư đâu mất tiêu rồi. Dì Tư tuốt thằng kia. Dì Tư tuốt thằng kia hả? Dì Tư. Dì Tư nói dì Tư coi Khánh đốt ở ông điện thoại dì Tư. Bỏ vô xong mà chạy nha hai. Không phải để gì đâu. Để ngay nghỉ. Hai tay hai cây. Dạ, lo nó cháy lên cây. Rồi qua lại đây góc kia đứng đi. Cô Khánh để hai bên á. Rồi để vô đi. Vô liền hai cái vô quách vô luôn. Rồi. Xích lại đây ba, xích lại đây ba.
Ê, cô Khánh cho để ngay cái miệng đó nha. Từ từ, nó không có dám gì chạy ra đâu. Bắt hồn hay quá, giờ điện thoại giúp mình. À, nó kêu. Thì cái cánh á. Cái cánh á. Kêu chạy là chạy nha. Kêu chạy là chạy nha. Kêu chạy là đừng nó đứng cái gì cái gì vậy. Không, không, không đâu. Ờ, nó chết hả gì tơ. Nó màu lắm. Ê, cô Khánh cầm lên. Không, nó chết rồi, khỏi cần đốt nữa. Hồi lôi cái ổ ra. Hồi cháy cái dừa luôn á. Không sao. Trời lớn gì vậy? Trời khô má luôn à. Trời khô má. Được không Khánh? Không lấy ổ ông ra coi. Đợi một chút đi, lỡ chính giữa nó chưa chết thì sao? Nó khét nhạt luôn rồi, lấy cái gì? Nè, lấy có cái cây này, thọt ở không đi kìa. Thọt ở không thử kìa. Đây, ở không đây này. Hết rồi. Đây, cũng hết cây anh. Đâu? Đó, một cây hôi rồi á. Con không thấy, đứng trên đây lửa không thấy nè, con thọt này. Chết rồi. Nè. Ừ, có con kìa, có con kìa. Thôi, đừng chén con á. Thấy không? Thôi. Để vậy con lại con bẻ không? Ờ, con lại con bẻ không? Mày cứ cắm cành cho. Nóng quá. Đây, đây. Đây con. Dài quá hả? Khỏi luôn á. Nóng quá. Nóng quá. Thôi, ổn không? Đừng chén con luôn á, dì Tư. Hả? Không có con dao ở đây, không có con dao. Dì Tư có đem dao không? Không, không, nhổ lên á, nhổ cái cây lên. Cái cây nó bị cháy, nó mỏi hả? Nắm dưới gốc á, nắm dưới gốc cây á, nó không cháy. Dẹt lửa quay cho. Dẹt lửa. Rồi. Vô đi con. Trời ơi. Trời ơi. Không vô vậy nha. Đây đây. Dục cái tàu lá. Cái mà nan gì vậy? Ừ. Rồi nhổ, nhổ cái cây lên luôn. Cây nó dài. Dài hả? Ngoái ngoái nè. Đôi hả? Cô Khánh gọi này cho con. Bẻ ngang luôn. Không. Kìa kìa, xé tàu lá chuối xanh kìa. Gì vậy? Bẻ nó. Ừ. Đó. Không. Cái áo còn ngồi. Ê, đây là hung thủ đã đổ hãm đã làm gì ta? Ám sát xuyên qua. Nè, nó lớn gì nè dì Tư. Dì Tư lại coi nè. Chín rồi hôm luôn ạ. Ăn được rồi đó. Ôi hôi quá chừng con này được chén con này dì Tư. Con đặt hết tên luôn nè. Hết rồi. Hả? Ờ, đem gì nấu cháo đi Quy. Xào, đem gì xào được á, nhiêu đó mà. À. Thơm ghê. Thơm phước à. Vậy là thành công, bữa nay đố ông thành công.
với sự cổ vũ của dì Tư là Xuân Qua với thằng Quy. Nhưng mà hồi nãy giờ là coi như là Xuân Qua hồi nãy trước khi mà tới đốt á, là trên đường đi là Xuân Qua nói giờ rung quá hay ơi, rung quá không biết làm sao. Em nói là thôi đi đại đi không sao đâu, giờ thành công rồi. Thôi Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ cũng như là có hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê nha. Cái ổ ong này thì nó nhỏ quá, như đây thì về vừa đủ xào hành ăn thôi ha. Xào ổ ong với hành á, con gì con xào ăn đi, ngon lắm. Để bỏ uổng, tại vì ong nồi dẻ là đặc sản mà, muốn ăn cũng đâu có dễ kiếm đâu. Trần Quy đem về ăn, ổ ong này nhỏ quá, ba bốn đứa ăn không hết. Ủa ăn không đủ. Cho nên nó là thôi để nhường cho Trần Quy đó xào hành ăn. Hồi nãy giờ nghe nói là thèm quá. Đó, thì Khánh bây giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.